Ngày thứ 125 chiến sự, Nga siết vòng vây Lysychansk từ nhiều hướng. Giới chức Ukraine nói rằng Lysychansk, tiền đồn cuối cùng ở tỉnh Lugansk, đang bị tấn công từ nhiều hướng và cực kỳ nguy hiểm cho người dân ở lại. Tiền đồn cuối cùng của tỉnh Lugansk đang bị tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Mục tiêu bây giờ là bám trụ lâu nhất có thể. Tỉnh trưởng Lugansk Sergei Gaidai hôm nay thông báo qua Telegram. Theo quan chức này, Lysychansk đang bị xóa sổ hàng ngày và cực kỳ nguy hiểm cho người dân ở lại, nhưng cho biết thành phố có đủ lương thực và thuốc men để tồn tại trong vài tuần. Lysychansk là đô thị lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại tỉnh miền đông Lugansk sau khi các đơn vị nước này rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Seversky Donetsk hồi tuần trước. Nếu Lysychansk thất thủ, đồng nghĩa lực lượng Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk, một trong hai tỉnh tạo thành vùng Donbass. Thị trưởng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nói rằng lực lượng Nga đang không ngừng oanh tạc đô thị này. Các cuộc bắn phá diễn ra vào buổi sáng, ban ngày và cả ban đêm ở thành phố Kharkov. Tất cả những cuộc tấn công này đều xuất phát từ vùng Belgorod của Nga. Thị trưởng Ihor Terekhov nói, thêm rằng mục tiêu của họ là tiêu diệt đất nước chúng tôi. Ông Terekhov cho biết cường độ pháo kích tăng lên những ngày gần đây, nhắm vào các khu công nghiệp và cơ sở không liên quan đến quân đội, xóa sổ một trường học. Pháo kích khiến 5 người bị thương nhẹ và một người nhập viện vì vết thương nặng. Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, nói rằng trong vài ngày qua, Nga tăng cường sử dụng nhiều loại tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, dẫn đến thương vong dân sự ở một số nơi. Đáng chú ý nhất là vụ tập kích tên lửa vào trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava hôm 27 tháng 6. 4 ngày trước, đối phương phóng 53 tên lửa hành trình từ các bệ phóng khác nhau. 3 ngày trước là 26 tên lửa, 2 ngày trước là gần 40 và 12 tên lửa trong 24 giờ qua, Zaluzhny nói. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Mustemsky cũng nói rằng Nga đã phóng hơn 100 tên lửa vào Ukraine trong vài ngày qua. Ít nhất 18 người đã bị loại khỏi vòng chiến trong vụ tập kích ở Kremenchuk. Các loại khí tài mà Nga sử dụng vô cùng đa dạng, Ukraine đã trở thành bãi thử nghiệm của Nga. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cho biết hôm 26 tháng 6. Theo Inat, trước đó Nga sử dụng oanh tạc cơ Tu-22M3 từ các căn cứ ở khu vực Rostov và Biển Đen, miền nam nước Nga để phóng tên lửa. Hiện Nga đã di chuyển các máy bay này lên phía Bắc, bay vào không phận của Belarus, tiến hành các cuộc không kích vào miền Bắc Ukraine, quan chức này cho hay. Ông mô tả tên lửa KH-22 mà quan chức Ukraine nói đã được sử dụng trong cuộc tấn công ở Kremenchuk là một trong những tên lửa có sức hủy diệt khủng khiếp nhất, có thể mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg. Một số nhà phân tích cho rằng việc Nga sử dụng ngày càng nhiều tên lửa KH-22 bắt nguồn từ việc thiếu hụt các loại tên lửa chính xác hiện đại hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đưa Nga vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố sau vụ tấn công ở Kremenchuk. Chỉ những kẻ khủng bố mới có thể tấn công tên lửa vào các đối tượng dân sự, ông Zelensky đăng trên Telegram, đồng thời cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công có tính toán vào cơ sở hạ tầng dân sự. Nga phải bị đưa vào danh sách nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố, thế giới phải ngăn chặn. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác đề xuất này, cho biết ông sẽ không sử dụng cụm từ nhà nước bảo trợ khủng bố đối với Nga. Bulgaria thông báo trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga. Nhóm nhà ngoại giao này được yêu cầu rời đi trước nửa đêm ngày 3 tháng 7. Các cơ quan của chúng tôi xác định họ là những người làm việc chống lại lợi ích của Bulgaria, Thủ tướng Kirill Petkov nói với phóng viên. Tất cả những ai làm việc chống lại lợi ích của Bulgaria sẽ bị yêu cầu trở về đất nước của họ. Bulgaria dự đoán Nga sẽ đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Rus, phía bắc Bulgaria, trong khi Bulgaria đóng lãnh sự quán ở thành phố Yekaterinburg của Nga. Bulgaria đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 3 vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. 17 người Ukraine, hầu hết là quân nhân, đã được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất giữa Kiev và Moscow, tình báo Ukraine cho hay. 5 người trong số họ bị thương và cần được điều trị khẩn cấp. Đổi lại, Ukraine đã thả 15 tù binh Nga. Một số cuộc trao đổi tù binh đã diễn ra từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Lần trao đổi gần nhất diễn ra đầu tháng 5 với 41 tù nhân được trả tự do. Hồi giữa tháng này, hai nước đã trao đổi thi thể binh sĩ không qua khỏi. Trong đó, Ukraine tiếp nhận 64 lính ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol. Thưa quý vị khán giả, ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự, Nga đã ngay lập tức điều chiến hạm áp sát và kiểm soát đảo rắn trên Biển Đen. Không thể mở một chiến dịch đổ bộ chiếm lại đảo, nhưng quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố đã tập kích lực lượng Nga trên đảo bằng máy bay không người lái. Vậy đâu là lý do mà đảo rắn luôn là một trong những mục tiêu giành giật của cả Nga lẫn Ukraine?
Đảo rắn có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên Biển Đen, cách bờ biển Odessa, miền nam Ukraine khoảng 35 km. Đảo rắn là một trong những thực thể phân định vùng đặc quyền kinh tế của Romania và Ukraine, đóng vai trò quan trọng đối với các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Kiev. Bình luận viên Aaron Ray của tờ Jerusalem Post cũng nhận định đảo rắn có giá trị tinh thần rất lớn với Ukraine, được coi là biểu tượng cho sự kháng cự của nước này trước lực lượng Nga. Đặc biệt, đảo rắn nằm ở một vị trí chiến lược, cho phép lực lượng đồn trú tại đây khống chế toàn bộ vùng biển và vùng trời rộng lớn ở miền nam Ukraine. Kiểm soát đảo rắn cho phép Nga khống chế vùng biển phía nam Ukraine, gây khó khăn cho nỗ lực xuất khẩu 25 triệu tấn ngũ cốc đang mắc kẹt ở nước này. Tổng cục tình báo Ukraine cũng cho rằng đảo rắn đóng vai trò thiết yếu với các hoạt động đổ bộ đường biển của Nga. Tướng Kirilo Budanov, người đứng đầu tổng cục, nhận định đảo rắn là bàn đạp duy nhất để Nga có thể mở chiến dịch đổ bộ vào Transnistria, khu vực ly khai thân Nga ở Moldova. Được biết, thiết lập hành lang trên bộ nối Transnistria với bán đảo Crimea, vùng Donbass và Nga được cho là một trong những mục tiêu chính của Moscow khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng lực lượng đồn trú ở Transnistria để phát động mũi tấn công mới vào Ukraine từ phía Tây. Thưa quý vị và các bạn, trả lời phỏng vấn ngày 27 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ đặt nhiều vũ khí hạt nhân sát cửa ngõ Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước này vào NATO. Theo Medvedev, Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải mối đe dọa mới với Nga và nước này sẽ chuẩn bị những bước đáp trả. Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga, nói rằng chiều dài biên giới giữa Nga và NATO sẽ tăng hơn 2 lần khi Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên liên minh. Cảnh báo quy chế phi hạt nhân ở khu vực Baltic sẽ trở thành dĩ vãng và Moscow sẽ phải tăng cường lực lượng ở miền Bắc đất nước. Ông nhận định sự xuất hiện của tên lửa Iskander, tên lửa siêu vật âm và tàu chiến mang vũ khí hạt nhân sát cửa ngõ của hai nước này không phải là điều tốt đẹp. Rất ít người hài lòng với việc tiền thuế được dành cho chi tiêu quân sự để đổi lấy sự bảo trợ từ NATO thay vì đầu tư cho những chương trình xã hội và nhân đạo. Theo Medvedev, từ kinh nghiệm hàng chục năm qua cho thấy leo thang căng thẳng với Nga là vô nghĩa và rất tốn kém. Vâng, thưa tiến sĩ Doanh, trên thực tế thì cái việc mà bị gắn mác vỡ nợ thì cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với Nga thôi. Và cái vấn đề chính mà nước Nga đang lo ngại nhất hiện nay thì đó chính là khủng hoảng kinh tế cũng như là lạm phát tăng cao. Trong 5 tháng vừa qua thì giá lương thực tại Nga đã tăng tới 21,5% so với là 20,5% trong tháng 4. Cũng như là giá đường thì tăng 61,4%, mì sợi thì tăng 29,2% và rau quả thì tăng tới 26,3%. Vậy thì trước những cái tình trạng này của nền kinh tế Nga thì ông có bình luận gì ạ? Trước hết thì tôi nghĩ rằng là các nước phương Tây đã không tính đầy đủ đến các cái khả năng của nền kinh tế Nga. Một là kinh tế Nga và kinh tế Trung Quốc thì đang gắn kết với nhau. Và Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga đã có tuyên bố hai bên có mối quan hệ không có giới hạn. Cho nên là việc buôn bán giữa Nga và Trung Quốc vẫn tạo ra một cái nguồn ngoại tệ đáng kể. Thứ hai, như tôi đã nói, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan là hai nước cũng không chấp nhận các cái lệnh trừng phạt. Và hiện nay hai nước này đang tổ chức một cách rất có hiệu quả đưa các hàng hóa tiêu dùng mà Nga đang thiếu hụt vào nước Nga. Cho nên tình hình thiếu hụt là có, giá cả có tăng lên, nhưng nền kinh tế Nga không sụp đổ. Và thứ ba nữa là các nước phương Tây phụ thuộc vào khí đốt và vào dầu mỏ của Nga. Thậm chí như là Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Habeck đã có phải khuyên người dân hiện nay là các ông bà nên tắm nhanh hơn để tiết kiệm. Và thứ hai nữa là cố gắng là tiết kiệm khí để chuẩn bị cho một mùa đông giá lạnh. Hay là một nước như là Nhật Bản đứng trước cái tình hình nóng đực như thế này thì nước Nhật Bản cũng đã khuyên rằng là không nên vặn điều hòa xuống dưới 28 độ mà tối đa là thấp nhất là mức 28 độ thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là các nước phương Tây đã không có tính toán đầy đủ đến khả năng ứng phó và khả năng nhập khẩu của Nga. Bất kỳ một hy vọng nào rằng nền kinh tế Nga sụp đổ sẽ là xa vời và không thực.